Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có vấn đề rất nóng hổi về vấn đề kinh tế. Từ lâu quý vị biết rằng Donald Trump thành công cũng nhờ là gọi là ông bà mình có câu nói là thần thiêng tự bộ hạ. Thật thà mà nói là Tổng thống Donald Trump một người đã có giỏi về vấn đề kinh tế rồi. Thương trường, ông đã giỏi về thương trường. Nhưng mà về chiến thuật, chiến lược về kinh tế thì chúng ta phải nói ông nhờ vào cái ông Peter Navarro là một giáo sư về kinh tế ở Đại học Harvard, cũng là một tác giả cuốn sách nổi tiếng. Ông ta khẳng định là chúng ta đã bị Tàu Cộng nó giết bao nhiêu năm qua. Cuốn sách ông viết gọi là Death by China. Và Donald Trump là một người may mắn có thằng con rể là Jared Kushner. Nó là một người Do Thái trẻ tuổi, nó cũng là một tỷ phú. Nhưng mà nó nhìn thấy rằng kinh tế phải nói đến Peter Navarro. Cho nên ngay trong cái lúc mà ông ra tranh cử Tổng thống năm 2015-16, Jared Kushner đã đề nghị với Tổng thống là mời Peter Navarro vào làm cố vấn kinh tế cho cái chiến dịch tranh cử. Donald Trump đã biết nghe lời con rể và mời Peter Navarro vào làm cố vấn ngay từ ngày đầu ra tranh cử. Ông tuyên bố là ngày 16 tháng 6 năm 2015. Và Peter Navarro đã tỏ ra là một tay lão luyện. Và không những giỏi về kinh tế mà ông còn có một cái tầm nhìn xa. Báo chí đã từng ca tụng ông ta là một Nostradamus. Nostradamus là một nhà thiên văn, là một nhà tiên đoán. Cách đây 400-500 năm ở Pháp, nhìn xa hiểu rộng như là cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm của chúng ta. Mà chúng ta có sấm Trạng Trình. Tại sao gọi là Peter Navarro như là một Nostradamus về vấn đề economy, về vấn đề kinh tế? Bởi vì ngay từ lúc mà Tổng thống Donald Trump thắng cử vào đêm mùng 8, dạng mùng 9 tháng 11 năm 2016, Peter Navarro lúc bây giờ đã tuyên bố rằng khi ký giả hỏi về vấn đề đường lối kinh tế của ông để có thể phát triển kinh tế, ông bảo dĩ nhiên. Kinh tế phải phát triển và tôi sẽ đưa quý vị một con số tượng trưng, đó là vấn đề thị trường chứng khoán. Khi ông nói câu đó thì lúc bây giờ mới có 18.000 mấy trăm, chưa được 19.000. Thời Obama 8 năm trời lẹt đẹt lên được vào khoảng 8-9.000 điểm. Và ông đã nói thẳng rằng rồi đây dưới sự lãnh đạo kinh tế của Tổng thống Donald Trump, thị trường chứng khoán phải lên trên 25.000 điểm. Câu nói này mọi người cho là ông bốc phét, là vì quý vị còn nhớ không? Trong cái thời gian tranh cử của ông Donald Trump, khi mà đã được Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử để ra tranh cử đối đầu với Đảng Dân Chủ, thì 13 nhà kinh tế học đã viết một cái lá thơ tường trình đăng trên Washington Post nói rõ ràng. Trong 13 nhà kinh tế học đó có những người là giải Nobel về kinh tế. Nói rõ ràng rằng nếu Donald Trump áp dụng đường lối kinh tế của Peter Navarro, thế thì quý vị muốn biết Peter Navarro là cái gì? Ông ta chủ trương trong cuốn sách Death by China là phải tiêu diệt thằng Tàu. Mà lúc bây giờ quý vị biết rằng Tập Cận Bình thằng Tàu Cộng nó kiểm soát cả nước Mỹ. Nó kiểm soát nước Mỹ ngay từ thời Bill Clinton cơ. Bill Clinton ra tranh cử thống đốc tiểu bang Arkansas, Tàu Cộng đã cho tiền. Bill Clinton ra tranh cử tổng thống hai nhiệm kỳ, Tàu Cộng cũng cho tiền. Đến thời George Bush Đảng Cộng Hòa cũng vẫn được những cái công ty của Tàu Cộng nó bơm tiền. Obama thì nó cho quá nhiều tiền. Hillary thì nó ngồi một người đặc biệt công khai, John Wang, một người John Chung, ngồi bên cạnh với túi tiền bạc tỷ để cho Hillary xài và làm tổng thống nước Mỹ. Thế mà bây giờ
Tất cả những cái tay kinh tế của Mỹ, những tất cả những cái tay về hành chính của Mỹ, tất cả những tay về lập pháp của Mỹ đều ăn tiền lãnh lương hàng tháng của Tàu Cộng, mà bây giờ đòi diệt Tàu Cộng thì có phải là chúng nó đói không? Mà khi mà bụng đói thì đầu gối phải bò. Cho nên nó phản đối Donald Trump. Và nó cũng là một cái bản rapport, nó nói rõ ràng rằng Donald Trump dùng Peter Navarro phá sản. Tiêu diệt nước Tàu là phá sản. Tiêu diệt nước Tàu là nền kinh tế Mỹ sẽ sụp bà chè. Lý do là vì nước Tàu nó đang kiểm soát nền kinh tế Hoa Kỳ. Vậy mà anh chàng Peter Navarro dám tuyên bố một câu rằng rồi đây kinh tế sẽ lên đến trên 25.000 điểm. Và hôm nay thì sao? Hôm thứ hai, tối thứ hai vừa rồi, Peter Navarro đã được phỏng vấn cái chương trình gọi là Fox Business News của cô Reagan. Anh ta nói một câu còn hay nữa. Khi cô ta nói rằng là thưa ông Peter Navarro, ông là một người được nổi tiếng là một người Nostradamus về kinh tế, là một nhà tiên đoán giỏi về kinh tế. Thế thì hiện nay, với cái nền kinh tế bây giờ, và có nhiều khuynh hướng cho rằng sẽ bị suy sụp vào năm 2020 tới đây, thì ông nghĩ làm sao? Ông mà no, kinh tế Mỹ sẽ phát triển, kinh tế Mỹ sẽ không suy sụp, và thị trường chứng khoán, tôi bảo đảm với quý vị, nó sẽ trên 30.000 điểm. Khẳng định, affirmative, chứ không nói mơ hồ, không cần nói rumor, không cần nói rằng là như đảng Dân Chủ nghe thế này, nghe thế nọ, không giống như mấy cái dân tộc thiểu số da vàng, tối ngày nghe người ta nói, nghe người kia nói, nghe người này nói, để rồi nói xấu người khác. Để rồi ghen tương với người khác, để rồi sợ người khác hơn mình, mà mình thì dốt. Mình thì dốt nhưng mà không muốn ai hơn mình. Đó là dân da vàng. Peter Navarro nói rằng là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sẽ lên đến trên 30.000 điểm, và nền kinh tế của Mỹ sẽ tuyệt vời trong những năm tới. Vấn đề suy sụp kinh tế? No, không thấy trong chân trời. Not seen under the horizon. Và cô Reagan hỏi ông một câu: thế thì ông nghĩ thế nào mà nói là kinh tế không suy sụp trong khi giờ Donald Trump bây giờ đang bị đàn hạch sẽ chốt phế? Mà nếu họ chốt phế thành công thì kinh tế Mỹ nó phải đi xuống chứ. Là vì không còn Navarro, không còn Navarro, không còn Donald Trump nữa. Ông mà Đảng Dân Chủ của Mỹ đang làm trò rồi bu. Cái việc đáng làm khi dân bầu quốc hội, bầu người dân biểu lên để làm công việc quốc gia, đưa ra những chính sách tốt đẹp cho nội, quốc nội, đưa ra những chính sách tốt đẹp hợp tác với bên lập, với hành pháp. Chứ không phải dân bầu lên những cái tên ăn hại để ngồi làm ba cái chuyện cả chớn. Thì cái cô Reagan này hỏi ông Peter Navarro: thưa ông cố vấn, bây giờ theo ý ông là cố vấn về thương mại, ông là cố vấn về kinh tế, thì bây giờ ông nghĩ là Đảng Dân Chủ nên làm cái gì? Ông mà tốt lắm. Quý vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã vất cái hợp đồng về NAFTA trước đây, từ thời Clinton, mà mạnh mẽ nhất là thời Obama. Cái giải hợp đồng đó nó chỉ đem lại thất bại cho Hoa Kỳ. Hàng hóa sẽ đem cho Mỹ, hàng hóa sẽ đem qua Canada sản xuất rồi đem bán lại cho Hoa Kỳ, vô tình giúp cho kinh tế của Canada và của Mỹ phát triển và nước Mỹ thất bại. Thuế má hàng hóa của Mỹ giá thấp, hàng hóa của Canada giá thấp, nhưng mà xuất cảng qua hai quốc gia này thì thuế lại gấp đôi. Vậy mà mấy lời tổng thống trước họ vui vẻ họ chấp nhận thì có phải là một cái chuyện dở hơi không? Mà bây giờ tổng thống Donald Trump đã negotiate, đã thương thảo được với hai quốc gia này, đổi thành cái hiệp ước gọi là
US, Mexico, Canada Agreement là cái thỏa hiệp mới về kinh tế giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico mà đã bị ngâm tôm ở Hạ viện suốt 4 tháng nay. Họ không bàn đến, họ chỉ mơ làm sao chốt phé được Donald Trump để cho Nancy Pelosi lên làm Tổng thống. Đó là một cái chuyện giấc mộng du mà Đảng Dân Chủ nhất định theo đuổi. Mặc dù họ biết đó là thất bại. Bằng chứng là Nancy Pelosi đã tuyên bố nhiều lần, chúng ta không nên đàn hạch Tổng thống Donald Trump vì ông ta đang làm thành công về kinh tế. Mà bây giờ chúng ta đàn hạch một người đang giỏi như vậy, đang làm việc nước thành công, mà chúng ta làm sao bị phản ứng ngược. Dân chúng sẽ thù ghét Đảng Dân Chủ. Dân chúng sẽ không bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ 2020 và có thể sẽ mất luôn cả Hạ viện. Thành thử ra, họ biết việc họ làm là rùa bu, nhưng họ bây giờ không có việc gì làm ngoài vấn đề bằng mọi giá phải chốt phế Donald Trump. Đấy, quý vị thấy anh Peter Navarro hay không? Ông ta còn nói rằng tất cả những cái người nói rằng đường lối của tôi làm kinh tế thất bại, giờ họ mở mắt rồi. Bây giờ không có một anh kinh tế gia nào dám lén phán nói rằng là Pete Navarro làm cho nước Mỹ suy sụp dưới bàn tay của nước Tàu. Ông ta còn nói thêm một câu. Ba đời Tổng thống Mỹ đã giúp cho Tàu kiếm mấy chục ngàn tỷ đô la, nhưng mà đã bị Donald Trump tiêu diệt trong vòng 2 năm rưỡi. Đến giờ này, kinh tế của nước Mỹ thì lên vù vù, thị trường chứng khoán lên đến 28.000 điểm. Ngày hôm qua đóng cửa là 27.728 điểm 56. Mà mỗi một điểm như vậy là 1.000 tỷ đô la, quý vị tính đi. Cả thế giới đang tin tưởng Mỹ dồn vào mấy chục ngàn tỷ đô la để mà buôn bán làm ăn, để lấy lời. Trong khi tàu cộng thị trường chứng khoán chết, hàng ngàn công ty lớn của thế giới rút ra khỏi nước Tàu, hàng triệu công ty nhân viên công nhân của Mỹ, của Tàu thất nghiệp rút về quê. Bởi vậy cho nên tổng đảng Cộng sản Tàu Cộng liên tục họp để mà lật đổ Tập Cận Bình là một cái chuyện nó phải xảy ra. Nhất là bây giờ còn vấn đề lộn xộn ở Hồng Kông, vấn đề Thái Anh Văn của Đài Loan, vấn đề Tân Cương đang bị thế giới lên án. Tàu chỉ có từ chết đến chết dưới bàn tay của Donald Trump. Tàu nó sẽ nói một câu rằng Death by Donald Trump. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, đặc biệt là bác sĩ Thomas Trọng Võ, một vị lương y như từ mẫu. Xin cảm ơn quý vị.